cao của những con người sáng tạo, những người luôn luôn táo bạo để kiến tạo tương lai. Hãy lựa chọn kiến thức là hành trang cho ngày mai, để giấc mơ thành công tỏa sáng trên dặm đường dài. Quốc gia đang khởi nghiệp thôi thúc chúng ta vươn lên, cách mạng công nghiệp 4.0 cũng vừa kịp đến bên. Giáo dục nghề nghiệp giúp bạn lập nghiệp vững bền bằng những kiến thức cơ bản và rồi nâng cao thêm. Bạn sẽ tự tin chinh phục những hoài bão và vươn xa hơn. Bạn thấy trước mặt là bầu trời thật rộng lớn. Muốn hái trái vinh quang thì bạn cần nhiều hơn sáng tạo và nhiều hơn đam mê. Đừng ngại ngần gì, hãy bắt đầu từ hôm nay. Giáo dục nghề nghiệp chấp đôi cánh giúp bạn bay. Đôi cánh ấy là trí tuệ, bàn tay là kỹ năng đích thực. Bạn sẽ chinh phục đỉnh cao khoa học công nghệ bằng thực lực. Kỹ năng nghề hiện thực như ước mơ, kỹ năng nghề cho tương lai rạng rỡ. Kỹ năng nghề khoa học công nghệ, cách mạng công nghiệp ta tỏa sáng vinh quang. Kỹ năng nghề hiện thực như ước mơ, kỹ năng nghề cho tương lai rạng rỡ. Kỹ năng nghề khoa học công nghệ, cách mạng công nghiệp ta tỏa sáng vinh quang. Kỹ năng nghề hiện thực như ước mơ, kỹ năng nghề cho tương lai rạng rỡ. Kỹ năng nghề khoa học công nghệ, cách mạng công nghiệp ta tỏa sáng vinh quang. Kỹ năng nghề hiện thực như ước mơ, kỹ năng nghề trong tương lai rạng rỡ. Kỹ năng nghề khoa học công nghệ, cách mạng công nghiệp ta tỏa sáng vinh